Mình xin chào đại gia đình nha. Bữa nay cuối tuần rồi cùng mình mua mớ ốc bu về mình nướng tiêu ăn các bạn. Này ngay mùa dịch thì mình ở nhà đi. Ở nhà mình ăn mấy cái món đơn giản này thôi. Đây là một cái xào lông bữa nay mình mua nướng mớ hành tiếp. Bữa hôm mua đợt tới sau cát quá, bữa nay mình ngâm ớt cho lâu một chút. Lâu thì nhà cát cũng đỡ hơn. Đây là cái tô mỡ hành của mình nè. Mình chuẩn bị làm miếng mỡ hành để rồi mình nướng xào lông mình bỏ vô. Đây mới tiêu xanh. Tiêu xanh này mình tước rồi mình giả cho nó dập sơ sơ. Giờ mình thắng nè. Bỏ vô chảo mình thắng với mớ nước mắm. Hồi ốc mình luộc sơ rồi mình để vô mình nướng cho nó nhanh. Giờ làm cái nước này như nước sốt nha. Nước sốt mình làm rồi mình đổ vô ốc. Ủa này mình có thêm nước không? Thêm một tí nước. Chứ cái đó nó đặc chứ nó mặn. Tiêu xay đâu rồi? Có để tiêu xay nữa hả? Mình ăn ngọt ngọt thì mình thêm đường nhiều một chút. Vừa vừa thấy ngọt quá ăn nó cũng ngán. Ui, một mùi nước mắm. Nước mắm nó bay mùi. Nặng quá nặng. Nặng quá. Ủa như cái nước mắm đó là cái nước mắm đồng phải không? Ừ. Thôi cái nước mắm này nước mắm đồng á, mua về mình thắng lại chứ không phải là nước mắm biển mà. Cái mùi nặng quá. Đây là cái nước sốt làm tiêu xanh của mình nha các bạn. Nước sốt mà bỏ vô ốc này mình làm đơn giản à. Đơn giản chỉ có nước mắm với một chút tiêu với một chút đường vậy thôi. Được rồi, đấy hồi nó đặc lắm à. Này nó nguội lên là nó sạch rồi. Nóng quá. Thôi mình đâm muối á, mình đâm muối mình có để đường. Có. Cái mài nó ra được. Giờ mình bỏ ốc vô mình luộc sơ sơ trước nha các bạn. Này mình luộc sơ à, luộc cho cái mài bung ra chút xíu là được rồi. Mình đem ra mình còn nướng lại nữa. Như cái xào lông này bữa nay mình cũng luộc sơ sơ trước luôn ha. Bữa hổm thì mình tách cái ra làm hai thì mình nướng tươi, còn bữa nay mình luộc luôn. Tại bữa nay giờ này cũng chưa mà ngồi nướng thì nóng quá. Luộc sơ trước đi, mình cho nướng cho mau. Đó chín nè các bạn, chóc mài ra. Chóc mài ra được rồi nè. Bây giờ mình tách xào lông găm hai, hồi mình ăn tới đâu mình nướng tới đó ha. Bữa nay vừa ăn vừa nướng đi. Xào lông bữa nay con bự quá, ruột bự quá trời nè. Ốc. Ốc này thì nó không có được bự nhưng mà cái ruột nó đầy. Nhỏ coi mà ruột bự. Như xào lông này nhát lửa mà chỉ chụm nước sôi cái là chín liền. Hả? Không chín liền. Rồi ăn này đi, này chín rồi. Bây giờ cái này mình bỏ ra dĩ này mình vừa nướng vừa ăn luôn nha các bạn. Này nãy cũng luộc sơ sơ trước rồi, giờ ra nướng cũng nhanh lắm. Này, trời hơi nóng chút xíu mà chịu khó. Mình nướng cái dĩ này là cái dĩ này, dĩ bằng inox á. Mình nướng bằng bếp ga chứ không có nướng bằng than. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn cơm gia đình mình ha. Này cũng có mớ cá bóng mà cá bóng gì nhỏ xíu kho tiêu mà. Cá bóng kho xả. Kho xả chứ lộn. Cá bóng gì mà như cá gồng gồng vậy, nhỏ xíu à. Kho xả ớt ngon. Kho xả ăn cơm. Cá bóng đúng. Cái này là mình ăn thêm ha. Con nhỏ nhỏ này mà có con nó có chín rồi đó. Có không? Cái này mình cũng ốc có sôi không vậy? Chưa. Mình uống một hai lon bia cho mát. Nè, cho một xong hộp đó. Có đi sẵn rồi mà sợ gì? Hai đứa đưa chén này. Trời ơi, con đưa chén ra, con lấy cái tăm đĩa ra. Ăn luôn rồi khỏi xỉa, cho đĩa. Ốc mà, ốc phải lấy tăm xỉa đúng rồi. Mình mời bạn ha. Làm nửa ly bia giữa trưa cho mát nha các bạn. Ủa mày ăn cơm chưa hả? Ăn chứ con đang ăn. Ủa, tao ăn cơm ơi. Tại vì tao ăn cơm mới được. Cái màu này nó trúng sắc ông luôn. Bụng lắm. Trời ngon. Ngon hả? Cái này làm sáng giờ đó bụng mà chưa có ăn cơm đó. Giờ bởi vì ăn cơm kết hợp với cái này luôn. 2 300 g về kho béo gì luôn à. Cái bắt đầu để tủ lạnh đó. Để ăn thử một miếng cá này. Cái nào ăn rồi mình đem ra mình đi đánh gì qua. Này mình kho xả. Nóng xíu mà. Nó ăn đi, cái này nó chín sẵn rồi. Này là chỉ hâm nóng ăn thôi.
kho xả cái mùi vị nó giống giống như ốc nha. Sao? Thơm thơm. Ngon. Không mà để hết ăn á. Ăn cái này với ăn cơm á, ăn kia còn no bể bụng luôn á. Ăn cái bụng no mà cái miệng còn muốn ăn. Đúng không? Cái này chín rồi nè, ốc xà lông chín rồi nè. Đừng có để khô quá chừng ăn không ngon à. Gáo chừng nè. Cái nước mắm với tiêu mình có chế với nè. Bằng cá lồng rồng á. Cá lồng rồng đúng không? Thấy bằng cái lồng rồng nè, mà lồng rồng ăn sao lại cá này? Cái này cứng hơn. Mày kho con cá nó dễ hơn cá kia. Ngon hơn. Nãy con thắng nước mắm xong cho lên. Ở dưới quê cá gô lại kia chơi, giờ lên gặp cá gô non mình mới ham. Nó dễ được không vậy? Thơm quá trời thơm mà cái này. Không, cái ốc này giờ thơm quá trời. Ăn hai con cá mà nó tội con cá lồng rồng. Thử con sò nha. Thôi lên chép mắm bỏ hết luôn nè. Dạ. Mà con chấm mỡ hành rồi. Có mỡ hành trong đó chấm gì? Mỡ hành có trong đó sẵn đó con. Ăn trước rồi. Chấm dặm cho nó chấm đi. Ủa mình nướng cái này nó có ngọt như mình nướng tương chưa ba? Ủa cái mỡ hành chấm kỳ vậy? Độc lạ ý. Độc lạ. Cái này chắc khô dữ ha. Tại mình luộc trước rồi đó. Nó khô ngon. Vậy mà cảm ơn nó sôi lên đây nè. Sôi. Hình như cái bếp ga này con thấy nó không đều á. Không cá. Ngon ghê luôn á. Gắp cho mấy con nữa kìa. Để sò lên. Nè để mình gắp cho mấy đứa nhỏ con này. Ngon. Ngon. Sò nó chín nha ba. Chín rồi. Chín rồi. Chín chưa? Nãy luộc rồi mà. Bắt cái chế chua chế này là chưa nè. Còn cái chế ngọt là được rồi đó. Mấy cây rồi chế ấy rồi gắp đi. Nóng quá rồi nghe không được. Mình có con tay mình khó nè. Nóng lắm á. Từ từ nha. Mình mời các bạn ha. Sò lông nè. Sò lông nướng. Sò lông bữa nay mập lù luôn. Ăn ốc đi, ốc ngon lắm, sôi đó ba, ăn ốc đi. Ngon không? Mình luộc vậy ngon hơn ha. Ngon. Ghê không? Ốc nó vậy chứ mình nướng nó mau chín hơn là tươi. Mình vừa nướng vừa ăn kiểu này thì nó ngon hơn. Cái này nó ngọt lắm, ngọt ngon hơn. Ăn thử con ốc đi. Rồi ai ăn cơm thì anh mời các bạn liền nữa ha. Tâm đâu hết rồi. Có rồi vậy. Vừa ăn trong nước luôn. Quá hết ý rồi con. Thơm quá à. Tiếng ngốc không? Ha, có quá ăn hết con ngon không? Con trời. Cho con gắp cơm ở đây nha. Ừ, gắp để anh đi. Con ăn cơm để đây gắp cho. Đũa. Gắp cho mi con ốc kìa. Gắp đi, gắp ra để nguội nguội nó ăn đi. Rồi, đây Út gắp cho. Ừ, nóng không mẹ? Nóng lắm. Chào mi. Cái con ốc này đúng ra mình chỉ chế ấy thôi à. Nướng tiêu chứ không có chế mỡ hành. Cái này hồi nãy cái nước sốt mà mình làm tiêu với nước mắm đơn giản mà mình bỏ đây ngon quá bạn. Bỏ đây vừa miệng ngon, ngọt ngọt. Mặn mặn ngọt ngọt. Nè tắm nè mi. Cầm xẻ mới được. Vừa ăn mà nghe hết không? Như mấy ốc này chín hết rồi nè. Nãy giờ để vừa lâu lắm rồi đó. Con sò. Sò nha. Con sò nó hơi sâu. Con sò chưa sâu, con sò mới bỏ vô hơi ít. Nè, nó khét luôn rồi nè. Con này khét luôn rồi đó. Nó khô rồi. Con nãy giờ lâu lắm rồi đó. Khô rồi, nãy giờ để lâu rồi đó. Nó sự sâu thấm con sò. Với nãy mình luộc sơ rồi, giờ cũng không cần chín lắm đâu. Luộc chín rồi, luộc chín rồi. Nóng quá ăn. Vừa nướng vừa ăn này nóng. Ngon mà nóng quá. Còn bữa hổm là mấy lần trước là mình nướng sẵn hết rồi. Nướng sẵn một dĩa rồi để cho nó nguội mà nó không ngon bạn. Cái này. Nó sạch luôn. Đây sạch luôn nè. Vậy ngoài. Ở trong cơm đó. Nãy là cái cơm không mà lọc cơm ra. Xương thôi luôn luôn á. Thôi bằng xương ăn. Thì đó sọt không à. Cho nó nằm nặng mà sọt thôi sao ăn. Sọt cá nữa. Bữa nhỏ kìa. Tính ra rất nhiều tàn cũng hết mà cơm cũng trời. Cái này con bớt rồi nè. 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 Cái này
Thôi nhiêu ăn được rồi. Mấy cá biển trong đó kìa. Còn cá biển nhóc kìa. Hôm qua mua 60 ngàn cá biển. 6 mấy ngàn kìa. 6 mấy ngàn một đống kìa. Chiều mua ghế quay luôn. Mời bỏ quay. Mua cái xương về. Chiều đó nước xăm luôn. Không để này lên trên này nè. Xài nước xăm bắt trên.